Đấy, già nó dở thế này, ăn ngon. Năm 66 mâm mà. Vàng ươm đi nhỉ, hấp xong nó vẫn vàng. Hai bác Thái. Canh này. Còn thịt lợn nham, lộn, lòng lợn, xôi gấc, gà lục lá chanh các bạn. Hai ba vô, hai ba uống, hai ba cạn. Mời các bác nhá. Em Cương xin chào tất cả các bác. Có lẽ thì khắp nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta đang chuẩn bị không khí rầm rộ đón Tết. Ở trên vùng cao chúng em cũng vậy, không khí đón Tết đã đến rất là gần rồi. Hôm nay thì em Cương sẽ cầm máy ghi hình lại cái không khí chuẩn bị đón Tết trên vùng cao quê chúng em. Sớm nay thì vợ chồng em cùng với mấy anh em tập trung rất là sớm các bác, đang tranh thủ nhặt một số gia vị để lát nữa thịt lợn và thịt gà. Nhà nội em làm cỗ sớm, mời các bác trong làng 10 giờ trưa đến ăn Tết. Thời tiết ở trên em vào mùa này rất là lạnh các bạn ạ. Gần 8 giờ sáng rồi, tuy nhiên thì sương mù, cảm giác như là có sương muối nữa. Anh em làm rất là cóng tay. Bác Sơn không lạnh à? Mấy anh bắt siêu thật, không có tiếng lợn kêu này thì bắt trước bỏ chui vào chuồng lợn này, khính lợn thì không ai biết. Anh này nó ngoan thôi, vậy chứ con rồng ấy săn bây giờ nó như thế này. Đi vào rừng bắt lợn thì không lợn cũng có tiếng động. Chả thấy tiếng lợn kêu gì thế này, làm gì có không khí Tết à? Tối rồi trong bếp à nhỉ? Cái này tốn nước lắm, tìm ngao qua nhiều mà. Đấy, cho phần này ra đấy. Ít nhưng mà chắc thịt lần này đấy, những cái lông nó xù xù. Anh em chuẩn bị thui rơm nha các bạn, thui rơm cho nó vàng đi. Cho mỏng mỏng rơm môi cho nó cháy không? Em quạt tốt. Mới là thịt thối phải không? 15 mẹ. Thịt con tùa. Khả năng được đấy. Đấy, già nứt rồi này. Anh em vừa thui rơm xong, bây giờ thì cạo qua đi rồi à. Thôi xong cảm giác da nó lại dày hơn đấy nhỉ. Da vàng nhờ. Vàng thế không? Còn con dao nữa đâu. Đây dao rồi đây. Lắc phải không? Đấy lại. Còn nạc là nạc con này không có mỡ được nhỉ. Da dày. Dần cộp rồi. Lọt sắt ra được. Đây thì cái phần chân giò các bạn, chúng em sẽ cho lên bung với măng lứa. Ôi sao. Không con cái kiểu này không phải lần đầu đâu.
Còn cười cái gì nữa, tí lại làm cái nữa giờ. Thuyết là phải thái lại một bát đầy nhá. Vừa băm xương là đi mất cái bát nó gia vị rồi. Đang nóng này mới ngon. Phần sụn non, phần sườn non đấy các bạn. Chúng em đưa lên để luộc xong à. Viên để đánh tiết canh. Bố em thì đang tranh thủ nướng khoai ăn nữa. Bố thui thế nó cháy vỏ. Cái chỗ ba chỉ này thì chúng em sẽ ướp gia vị và đưa lên hấp. Thường thì khi mà đem đi rừng mà chúng em vẫn chấm ở rừng ấy, cái gia vị chấm là cái bên góc phải này. Còn cái gia vị ướp nướng hấp thì ở bên tay trái. Chấm cháo khô thì thích hợp ướp nướng hấp. Cái chỗ nhiều nhiều vậy em ạ. Tái được ăn được rồi anh Hiền ạ. Thơm lắm. Cái này à. Chỗ này lát nữa chín này. Thơm lắm. Hấp này nó mỏng này thì nhanh chín rồi. Nhiều nhân quá không anh? Đủ tiết, thoải mái đánh nhỉ? Nhân tiết canh. Lá mắc mặt nhé các bạn. Thịt ngon nhỉ, con da, da với thịt da. Da. Hết cả hai bên sườn hấp hết đấy anh ạ. Khoai chín nhé. Chín. Chưa chín. Chín đấy. Chưa chín kỹ. Lại chín bên ngoài à. Ăn được không? Ăn được rồi, ăn được. Ồ, vậy mình. Có phải ăn rồi. Trong lúc chờ cái thịt hấp nó sôi lên các bạn, của khoai nướng đó. Để đấy, để hơi qua cái tay nguội kìa. À, có đói làm gì con cuộng. Lấy cái gì, lấy củ hay lấy cái gì? Lấy một củ gương, anh đi tìm cái cây nước thiệt mà. Lấy một củ chân cái nữa. Khoai này, chanh cầm lòng củ khoai này. Sáng làm bát mì. Ăn không ngọt hết mà. Cái phần tim với gan đấy các bạn. Và cái thịt thăn này, qua lửa đi, gọi là chín tái đi. Thì lát nữa làm cái món nham. Trước là các bác có theo dõi là cứ bảo là chúng em ăn thịt sống nhưng không phải đâu nha các bạn. Nên nham là cái món thịt tái. Lấy một cây gác qua kia để vâng, bóc cạo cái phần bên kia. Nhân đã thơm nhỉ. Này nhân chăn bún đi. Bác làm chất lượng này. Nguyên nhỏ ăn mới ngon. Đây là cái phần nhân này, nó đã rồi lỏng đấy các bạn. Cả là kỹ này. Lỏng cho cả sút luôn. Mình làm ăn đấy, ngon. Đi mua lỏng ở chợ không thấy có cái này trong đấy đâu. Rồi, toàn rồi, tiết không không? Rồi sườn. Nó lạc lên vườn, nó đi lanh quanh. Chín tái đấy anh nhỉ? Ừ, đây đấy. Xem tiết nó có thơm không à? Ừ, món xả trường này cứ phải làm trước đã. Ê, chất lượng vậy nhỉ? Ăn được. Nhá nhá. Có là. Nấu
Dạ. Cháu xuống từ nọ. Một dĩa này thử hai miếng đi. Nòng lợn chín chưa anh ơi? Chín rồi, đang vớt ra đây. Chưa cho lòng tiết nhỉ? Chưa, chưa cho sau. Đây là cái dạ dày với phần ruột non này các bạn. Này chấm ăn lắm ngon nhỉ? Được rồi, hết rồi. Tôi bóng vào cất xương để đồ ăn. Gà vàng. Nham tái trên em thì gia vị gồm tỏi, mắc khén hạt dổi và chút đường. Các loại rau thơm các bạn. Nham thì phải cho nhiều chanh nha các bạn. Đủ gia vị hết rồi. Thử miếng cho này. Mùi thôi, còn cái gan này. Gà tôi bằng luộc mới ấy mà. Được mới nào. Thì ớt đi. Thêm tí chua nữa anh ạ. Bốn quả nữa. Đấy hơi thiếu chua đấy nhỉ. Giờ nấu sắp hương đấy. Thoải mái là sau. Rồi Tết này. Chỗ ngày xưa này. Cho cái đông luôn đấy nhỉ? Cho xuống thì đông luôn. Đông nhanh mà. Cho mà mang này được. Mang này được rồi. Ui dồi ôi, cho cả mắc khén này đi. Ui, chắc chín đấy, lật lần này đã được rồi nhỉ? Cho một miếng ra nữa. Cái này mà chấm chầm chéo luôn nhỉ. Ui, nhìn miếng thịt rắn cân rồi nhỉ. Đấy, già nó dày thế này, ăn ngon. Vàng ươm đi nhỉ, hấp xong nó vẫn vàng. Thử miếng này. Vừa chậm mẹ. Là gì em? Tổ hoạt thứ, nửa mét đây này. Em xin. Lòng, ăn lòng này mới ngon nhỉ. Thơm lưng muốn đi á. Thích còn đi không? Anh ơi, em vừa trộm được một bát nước chấm ra đây rồi, chấm chéo này. Có chanh ớt đầy đủ hết rồi. Ăn lòng này. Nhỉ. Lại cứ phải chấm ngập ngập như anh em mình trong rừng quen rồi nhỉ. Anh em đầu bếp được phép ăn trước mà. Hết đã nhìn thấy rồi. Trên bếp nó mới ngon. Cái cay bùi bùi sơn nè. Năm sáu sáu mâm chân nấu nằm ra nó sập đoạn chặt sập đoạn đoạn. Đầu bếp ăn thử hết các món. Chưa ăn đâu. Chân xú đây các bạn, lấu mấy măng rừng. Các bác trong làng đến sẽ khá là đông đủ rồi. Hôm nay hết can 20 lít thì là được rồi. Để tiết canh này, còn thịt lợn nham, lộn,
lòng lợn, cả lòng lá chanh các bạn. Hôm nay cũng là nhà ông nội ăn Tết, anh em mình tập trung đầy đủ thì cầm chén rượu chúc sức khỏe nhau nhỉ. 2 3 2 3 uống 2 3 cạn. Mời các bác nhá. Anh em vào lại vào kính ông. Đây ông nội bố đẻ của em các bác, ông ngoại bố đẻ Thuyết là bố vợ em đấy. Nhìn không phải bắn cũng khác. Điều bắn cũng vất cũng được. Các bác sức khỏe nhá. Sao cũng được. Hai xã mà cũng thua một thằng cháu. Mấy bữa mới đến anh em mình nha. Mỗi năm thì anh em mình lại tóc bạc thêm, chẳng biết là thế là cứ sức khỏe là tốt rồi. Chúc bác năm mới đạt mọi niềm mơ ước nhá. Lại nửa bát chén này. Em gắp cho bác miếng nào. Chia làm 4 lần à? Chia làm 3, chia làm 3, bác khéo chia 3 thôi. Đâu của anh Sơn đâu? Của anh chưa có tranh. Đâu rồi? Ê, tối rồi anh rồi đấy. Dùng đi, anh em dùng đi. Ngon mát nhỉ, thơm, cảm giác cái tiết canh nó thơm. Tái hãm vừa đầm ấy, ngọt. Ngon được. Thịt hấp nguội rồi, vừa nãy ăn nóng ngon lắm. Chéo các bác. Ừ. Để nguội nó lại dai hơn thế nào, dai nó ngọt, ăn mạnh nhé. Cái lòng non nó bên dưới. Thanh niên ăn thịt gà đi, tĩnh tình. Tuấn, gà luộc lá chanh mà nào, làm miếng luộc đi nhỉ? Mấy khi chú gắp rồi, gà dai. Bốn đứa vào mơ cái dùng đi các bác. Làm miếng thịt cái chai để nhằm tái đi các bác. Cái bé này, thằng bé này vừa để cô giáo đầu đời đấy, đi học đầu tiên là cô giáo là cô Việt đây này. Thằng Dũng đâu anh? Chén thằng Dũng đâu? Cháu đây. Cái đội mà từ 8 ở xóm này gần như là ai mà chả qua tay bà Việt đào tạo hết nhỉ? Đúng không cô giáo? Sang chúc sức khỏe. Các cháu nha. Sang năm mới là mạnh khỏe này. Ok, làm được con, cái cháu cảm ơn. Làm ăn gấp 5-10 lần năm ngoái nữa. Năm mới rồi, nay mùng 1. Ngày Tết rồi. Chúc cho cô giáo luôn luôn mạnh khỏe. Cô giáo về hưu rồi. Về hưu rồi. Cả làng, cả xóm đấy. Ba thế hệ đấy. Cô giáo hết dạy. Cô giáo ép học sinh uống cạn này. Cạn đi. 1, 2, 3 Anh Sơn đâu, vừa nãy thì sáng thì cởi áo ấm, bây giờ lại mặc vào say rồi. Không biết là làm sao mà đẻ ra nó lại có cái này, không biết anh ạ. 2, 3, uống, 2, 3, chúc mừng năm mới. Mời anh em nhá. Chúc cho tất cả các con cháu ngoại trừ như ý. Làm gì thắng đấy. Con cháu thì nói là 1, 2, 3, 1 Đến đây thì em Cương xin phép tất cả các bác được khép lại nội dung ăn Tết của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả các bác gần xa đã đến chung vui ăn Tết cùng với gia đình chúng em. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em xin thay mặt anh em trong nhóm kính chúc tất cả các bác có một năm mới an khang thịnh vượng.